Em bán con này mà với giá chỉ có 530 bao tiếp cả nhà. Rất là mạnh luôn, có camera luôn nha. Có camera luôn. Đó, stop nè, điều khiển bằng điện thoại nha. Đó, camera nè, thấy không? Đó. Nhỏ gọn. Em lấy ra em vọc rồi nên em bán vốn cho nhà luôn 530 bao ship luôn. Vốn gì đó không biết, hình như có lỗ luôn á, thôi kệ. Đó. Đó, cho nó cân bằng rồi nó sẽ chạy. Đó. Ấy trời, thấy mình ở trần luôn, ghê quá. Đó nha, thấy không? Có camera, có điều khiển, có thêm bốn cánh dự phòng, hai cục pin nha, cục pin em đang sạc. Đó. Điều khiển. Đó, tải bằng CH Play nè, làm để đất nè, để đất cho nó lấy lại cân bằng. Đó, rồi xong mình kết nối mình chạy đó, mình bay thôi. Đó, dòng tập bay nha, mấy con này là tập bay flycam. Okay, nút tắt là mở nè, tắt nè, mở nè. Đó, rồi để yên nè, nó cân bằng. Rồi mình kết nối điện thoại mình vô cái app á. Nè. Đây mình vô cái app, bật wifi nè, chọn chọn wifi của nó. Rồi start. Đó. Nè, nhận rồi nè. Đó, camera nè. Đó. Cho đèn nó đứng lại rồi mình bay thôi. Nên bay ngoài trời, ngoài chỗ khoáng đãng nha cả nhà. Đó. Chỉ có 530 bao ship là hàng xài rồi nha. Con này mà mới hôm bữa em mới bán, hôm qua em mới bán ba con. Ba con 680. Đầy đủ luôn. Rồi, em mời cả nhà nha.